Trời ơi, thấy không? Không có ở nhà mà để cửa ta nói tan quát thì giống như mời ta vô lấy đồ hay sao á. Khổ ghê luôn nha. Con còn vợ mà sao nó tệ cái gì đâu á. Lớn già đầu mà y như con nít vậy đó, dạy hoài không được. Chỉ biết từ 1 tới 10 thôi. À, thường giờ tôi tử tôi đếm từ 1 tới 9 nó cũng không xuất hiện đâu. Tới 10 nó nghe kiểu 10 nó mới xuất hiện. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thấy không? Tàn hình mất rồi, thấy không? 10. Dạ có mặt. Hiện hình. Trời đất ơi trời, phải bà không vậy bà đen? Tôi. Tôi hả? Ừ. Trời ơi, nhìn một hồi cái kìa. Đó, ăn mặc như vậy nè, y như con nít vậy. Tôi tưởng bà 13 tuổi không á. Ủa? Tôi 13 hả? Trời đất ơi. Trời ơi, có người nói tôi 11 tuổi á. Không dám đâu. Thằng nào nó điên nó nói bà 11 tuổi vậy. Đâu 11 tuổi thiệt mà. Không dám đâu chị Hai. Chị có chồng rồi chị Hai ơi. Làm ơn đi, khôn ra giùm tôi chút xíu đi. Làm gì nãy giờ ở dưới bếp mà tôi kêu quá trời không ra hả? Đâu ở dưới bếp đâu. Chơi đâu? Ở ngoài bờ ao á. Làm gì ngoài bờ ao? Tắm con gà. Gì? Tắm con gà? Ừ. Thấy chưa? Thấy nó ngu chưa? Gà mà nó tắm. Đừng có nói với tôi là tôi kêu làm con gà từ sáng tới giờ chưa xong nha. Chưa xong. Chưa xong? Ừ. Nè, tôi đã nói là làm gà phải nhúng nước sôi. Nghe rõ không? Có. Có hả? Ừ. Vừa ôm con gà vừa đi, làm gà phải nhúng nước, ra tới bờ ao. Quên sao? Chữ sôi. Quên chữ sôi hả? Trời ơi. À, cái chữ sôi là cái chữ quan trọng mà bà quên. Trời ơi, bà không cho nó vô nước sôi làm sao nó chết hả? Hèn gì tôi nhúng nước cái bà ngốc lên, tôi nhúng nước bà ngốc lên. Ai chết. Chết sao được, chết bà. Trời ơi, cái nước lạnh tanh nó phải ngốc đầu lên rồi. Rồi làm sao bà làm được con gà hả? Thì tôi đè bà xuống. Ờ. Cái tôi nhổ một cọng cái bà giấy đạch. Cái tôi nhổ thêm một cọng nữa cái bà giấy đạch vậy đó. Cái tôi tức quá. Ờ. Cái tôi đè bà xuống vậy nè. Trời ơi. Cái tôi nắm một chùm lông tôi nhổ cái phật. Nắm nguyên chùm mà nhổ cái phật. Ừ. Cái bất cứ sang sặc. Cái bà nhìn tôi say đắm đậu không? Gà mà nhìn nó say đắm. Ừ. Trời ơi, nó đau quá, nó nhìn bà nó chứ say đắm cái gì. Vậy hả? Ờ. Đâu biết đâu. Rồi sao nữa? Thì tôi cứ giật, cộng lông đuôi tôi giật cái phức. Cái bà nhìn nó chạy mất tiêu. Trời đất ơi. Trời, có một con gà thôi mà để cho nó chạy hả? Trời đất ơi. Rồi bà có rượt theo để bà bắt con gà lại không? Có sao không? Ờ, vậy là còn khôn á. Dĩ nhiên rồi. Thôi. Cả sớm này ai cũng kêu tôi khôn quá đó. Trời ơi, sớm này kêu nó khôn. Nào kêu bà khôn đó cũng khùng lắm rồi đó. Nè, bà rượt theo rồi sao? Mà đậu ơi. Gì? Cái bà gà này á, con gái mà mắc nết quá đậu ơi. Sao mất nết? Ở chuồng, ở trần chạy vòng nhông nó qua đường bà không biết mắc cỡ đậu. Bà giặt hết lông con người ta rồi, còn đồ đâu nữa mà mặc mà không ở trần ở chuồng. Vậy hả? Vậy gì? Bà giặt hết, bà gắn lên đầu bà kìa, bà thấy không? Bà thấy đâu? Bà đây nè, đó đó, y như là bà đi nghe thấy không, thấy rõ ràng không? Trời ơi, vậy na. Ờ, vậy na. Cười gì? Nhưng mà đậu ơi. Gì? Tôi nói đậu nghe nha. Sao? Bà gà của mình á. Ờ. Thấy cái anh gà trống ở nhà ông Bảy á. Ờ. Cái bà mắc cỡ, bà làm như là bà chính chia vậy đó. Cái bà lấy cái tay bà che lại vậy nè. Đó. Ê, ơi, các bạn, gà mà lấy tay che hai cái cánh của nó đó, bà nội ơi. Thì hai cái cánh cũng như hai cái tay thôi. Ờ, à, hai cánh cũng như hai tay thôi. Ừ. Rồi sao nữa? Xong rồi, bà giấy tùm xuống ao thôi. Đúng rồi, con gà nó còn biết mắc cỡ, nó thấy nó không có cái gì hết trơn, nó thấy gà trống nó quảng hồn, nó nhảy xuống nó che thân nó. Rồi bà có nhảy xuống để bà bắt con gà không? Có sao không? Ờ. Tôi nhảy xuống. Ờ, bà nhảy xuống. Cái tôi chụp bà. Ừ. Bắt vuột. Cái tôi chụp một cái nữa cái bà vuột. Mà hình như đậu ơi, con gà này hình như bà tha lô tình đó đậu. Bà tha lô tình là gì? Lô tình là cái gì vậy? Hả? Bà kem đó. Trời ơi. Ừ. Gà tha kem hả? Nó không còn gì hết trơn, nó xuống nước nó phải trơn chứ sao mà nó tha kem. Hả? Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng tôi với bà gà giặt lộn với nhau. Trời ơi. 15 phút sau thôi. Tôi mệt quá cái tôi cởi đồ ra tôi tắm luôn. Hả? Bà cởi ra bà tắm luôn. Ừ. Trời ơi. Trời ơi.
đây quý đi. Bà gớ đây bé đi luôn. Bắt gớ. Trời ơi bắt gớ. Bà cởi ra hết rồi không mát sao được. Ơi giữa trưa nắng gắt mà bà cởi hết đồ ra, bà định chiêu đãi cho cả làng cả xã này biết phải không? Đậu. Vậy, đậu nói quá à. Giữa trưa thì cũng có người thấy người không chứ đậu. Có người thấy người không là sao? Là người ngủ thì không thấy mà người thức thì người ta thấy thôi. À, đậu ơi, sao? Hình như cái người ngủ ít hơn là cái người thức có đậu. Người ngủ ít hơn người thức. Ừ. Tại sao bà biết? Tại vì tôi hộp xuống tôi bắt con gà. Ừ. Xong rồi tôi đứng lên một cái. Trời ơi, đậu ơi, tôi thấy nguyên một rừng đàn ông nó nhìn tôi, đậu ơi. Trời ơi, tôi quê quá, tôi hụp xuống lại luôn. Hụp xuống, ngóc đầu lên, một rừng đàn ông nhìn nó. Tôi nói cho bà nghe, mấy cái thằng bà nó nhìn nó xấu lắm biết không? Nó xấu tánh lắm bà biết không? Đậu, cũng có người xấu người tốt cái đậu. Có người tốt sao? Ừ. Ai tốt? Có ông Trường Vũ Sát bên nhà mình đó. Sao? Ông kêu tôi là Đen ơi, mày lên đây tao cho mày mượn bộ đồ của vợ tao mày mặc kìa. Đó, ông tốt đó. Tốt quá à. Ừ. Không dám tốt đâu. Giả bộ đi dụ bà lên để nó nhìn bà đó, bà biết không? Ngu gì tôi lên. Đó, ít ra cũng còn khôn được chút xíu. Tôi đã nói với ông rồi mà, người ta nói tôi khôn mà. Thôi, mới khôn được chút xíu mày đặt hãnh diện. Như vậy là không có leo lên phải không? Không, tôi không có leo lên. Nhưng mà tôi kêu ông Trường Vũ xuống thôi. Hả? Thôi sao nó làm cho tôi bất ngờ miết. Không chịu leo lên mà rủ xuống. Trời ơi, rồi Vũ nó xuống nó làm gì bà không? Ông đâu có làm gì tôi đâu. Ông chỉ nói thôi à. Nói gì? Ông nói, Đen ơi, mày có nhột không chứ? Hồi nãy giờ tôi thấy mấy con cá nó rửa mày, tôi thấy nhột lắm đó Đen. Ông nói vậy á. Ông nói vậy á. Thì ra không những người thấy mà động vật ao hồ cũng thấy hết luôn rồi. Trời ơi. Trời ơi. Sao bữa nay chồng tôi nó giống con khỉ già dữ vậy trời. Mày ngu lắm mày biết không? Đâu? Sao hôm nay đậu mất dạy dữ đậu? Trời ơi, bữa nay dám chửi tôi mất dạy nữa hả? Ừ. Hả? Má tôi dặn là vợ chồng phải kêu bằng anh em, không thì kêu bằng tên. Đậu kêu tôi bằng mày, rồi tạo biểu tôi kêu đậu bằng anh. Té ra đậu là ngừ, còn tôi là con gà hả? Trời ơi, ngon quá. Bữa nay lý luận rồi nữa ha. Ba không đánh mày không được. Đứng im nha, tập nhào qua tao đánh mày cho mày coi. Nha, nha. Đó. Ngon quá, ngoắt nữa ha. Mời vào phải không? Ha. Rồi bữa nay tôi không đánh bà, tôi là con bà. Đậu, tôi nói cho ông nghe nha. Tôi là vợ của ông nên tôi nhịn ông đó. Chứ cỡ ông hả? Tôi đá một cái đó hả? Ông lọt xuống sông á, ông ngóc cái đầu lên, ba má ông nhận ông không ra luôn. Được rồi. Đứng im đó. Tôi đánh bà cho bà coi nè. Dính cháu rồi. Ơi. Chồng ơi, chồng ngủ cho ngon. Rồi. Ngủ rồi. Thằng này nó ghiền ầu ớ. Để coi cái tướng nó ngủ coi sao nha. Trời ơi, tới giờ này tôi phát hiện ra chân lý rồi trời ơi. Chồng người ta ngủ như thiên thần, còn chồng tôi ngủ như con quỷ vậy trời. Trời đất ơi, con quỷ hả? Con quỷ hả? Quá trời, dám nói chồng con quỷ hả? Đậu, Đen giỡn rồi đậu. Đen giỡn rồi đậu. Tha lỗi cho Đen đi đậu. Biết lỗi chưa? Biết rồi. Khoanh tay lại. Dạ. Xin lỗi coi. Đen xin lỗi đậu à. Đi vô nấu cơm. Cái gì nấu cơm hoài à? Trời ơi, chưa ăn cơm mà nấu cơm hoài gì. Đen vô đậu. Ê. Gì? Trời đất ơi. Cái gì hả? Không. Dạ. Dạ. Đại biểu. Chuyện gì?
Hồi sáng á, tôi đưa tiền cho đi chợ, còn dư nhiêu đưa ở đây. Hết đâu? Sao hết? Nhà có nguyên một con gà rồi mà đi chợ hết tiền là sao? Hôm nay nhà có khách mà. Khách nào? Thì con én đó. Én nào? Thì con én lượn á. Én thì nó phải lượn chứ không lẽ én đi bộ. Con én mà hồi xưa đậu mê nó đó, đậu đi hỏi cưới nó, khi nó chơi đậu xấu, nó không có chịu, khi đậu quê quá, đậu quay qua, đậu đi hỏi cưới tôi, cái tôi chịu liền đó. Tôi đi hỏi cưới người ta chê tôi xấu, người ta không chịu, tôi quay qua tôi hỏi nó, cái nó hốt tôi liền. Ủa, mà sao tự nhiên con én lên đây làm gì? Nó thâm đen. Ê, xạo vừa vừa đó nha. Con én người ta trắng trẻo đẹp để làm gì thâm đen. Nó thâm đen thiệt thôi. Thôi đi, ganh tị với con én không à. Con én người ta trắng trẻo nó đẹp. Thâm đen là bà, thâm đen là bà. Đâu, bữa hôm nay bà hết giữ ông rồi sao ông ngu dữ rồi đâu. Trời trời trời, bà dám nói tôi ngu hả? Hả? Vậy tôi hỏi ông nè, tôi tên gì? Đen. Vậy con én nó lên đây nó thâm tôi là thâm gì? Thâm đen. Vậy không chịu thâm đen nó là cái gì? Cứng họng rồi phải không? Thấy không? Cứng họng rồi. Bà nói chuyện bà không trắng phết rõ ràng làm sao người ta hiểu, làm sao mà anh đợi sợ tên. Ông qua đây. Gì? Ông muốn tôi chấm phết phải không? Ờ. Ông coi nha. Ừ. Thâm đen đó là chấm nè, phết nè. Ừ. Thâm đen cái nào cũng vậy thôi, cái nào cũng thâm đen thôi, cứng họng rồi phải không? Hết chảy rồi phải không? Cái nào cũng là thâm mà đen. Im. Trời ơi, tôi nói mày rồi, tôi nói mày bao nhiêu lần rồi, nói một thì hiểu mười chán rồi. Ăn cái gì mà ngu dữ rồi trời ơi. Trời ơi, ăn cơm. Trời, bằng miếng răng bằng tôi không hả? Trời ơi, tôi miếng răng từ nhỏ tới lớn là giờ cái răng nó cũng ngọn hết trơn, cái nú cũng bay đi rồi đó hả? Tôi hỏi bà tại sao con én tự nhiên nó lên nó thăm bà? Thì nó nghe đầu quánh tôi quá, nó lên nó thăm chứ làm sao? Thì ra là đi nói xấu chồng cho con én nghe phải không? Đâu phải có không? Đâu, đâu có. Bà không nói sao nó biết? Ông có thiệt hoàng út cho em lắm anh ơi, ông có. Bây giờ tôi hỏi lần cuối nghe, có đi nói xấu chồng cho nó nghe không? Không có, em chỉ nói với bà tám kế bên nhà nó thôi, em không có nói với nó thiệt á, thế. Bà nói với bà tám, danh hiệu của bà là bà tám, bà nói bà có nghĩa là bà nói cho cả làng cả xóm này biết hết rồi. Ủa, ảnh hưởng dữ vậy trời. Không ảnh hưởng. Vậy để em qua em nói lại với bà nha. Trời ơi, đứng lại, nói lại với bà. Nhanh quá ha. Bà bước đây. Bước ra. Dạ. Ngu quá ha. Đứng lên. Đứng thì đứng làm gì. Bà chửi tôi đó phải không? Dạ. Trời ơi. Không có, không có. Không có chửi, không có em, không có chửi. Em chỉ tâm sự một mình em thôi. Tâm sự ha. Đưa cái cây đây. Đưa không? Không đưa là pẹt pẹt. Cái mặt tôi sọc ta rô rồi đó biết không? Ta khôn hồn á. Ừ. Quay xuống. Quay. Khoanh tay lại. Không vậy quanh. Nè, bây giờ nha, tôi đếm từ 1 tới 10 nha. Bà phải nghĩ ra cái cách nào để minh oan cho tôi nha. Bà mà không nghĩ ra hả? Bạc 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 bạc. Còn tôi nữa thôi. Ráng nghĩ ra cách nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Có rồi, có rồi, có rồi. Có, nói nghe coi. Vậy, con én nó lên, đậu làm đen, đen làm đậu đi. Đậu làm đen, đen làm đậu? Ừ. Là sao? Là bình thường, đen nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Ờ. Bây giờ ngược lại, đậu nấu cơm, giặt đồ, lau nhà, đi chợ, rửa chén. Còn bà làm gì? Quánh mày cái làm gì? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Ngon quá, tôi làm hết trơn rồi bà đánh tôi ha. Bà ngon quá. Không có. Làm vậy để cho con én nó thấy đạo tội nghiệp, nó thương đạo thêm thôi. À, giống như là nó nghe nói á là tôi đánh đen không à, phải không? Đúng rồi. Ờ, mà bữa nay lên thì nó thấy ngược lại, nó thấy đen đánh tôi không? Đúng rồi, bình thường á đạo quýnh đen hoài à, bây giờ á đen quýnh đạo để cho nó thấy tin đồn của bà tám không phải là sự thật. À. Ê, nhưng mà tôi dặn nha, đánh đánh nhẹ nhẹ thôi nha. Hồi nãy bà đánh tôi cái trớ mới luôn á. Đánh mạnh quá là tôi nổi điên lên á. Đó, 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 đó. Quan trọng là cái nổi điên á, nếu mà đậu nổi điên lên á, cho đen hát một câu thôi. Câu gì? Cho đen một ngày thôi.
đó là đậu xìu xuống và ngất ngay. À, nếu mà tôi giận quá tôi nổi điên lên mà nghe bà hát là cho đêm một ngày thôi là tôi phải xìu xuống và ngất luôn. Ừ. À, rồi được rồi, bây giờ làm gì? Bây giờ, đưa đây, đậu. Hả? Đi vô nhà, nấu cơm, giặt đồ, rửa chén mau lên. Đi vô. Ngon quá. Nói hả, tao quánh rồi bây giờ. Đi. Trời, ngon quá. Cho đêm một ngày thôi. Đây. Mày dính cháu rồi, đậu ơi. Kỳ này con én nó lên đây, tao sẽ quýnh mày, ba má chặn không ra cho mày biết đâu mày. Gió đông ngát hương dập trời chim én liền, cây này đây trời xanh mây trắng bay. Nóng bỏ mẹ. Này, có đứa nào ở trong nhà không hả? Này ơi, có ai ở nhà không cho hỏi thăm tí nào? Ôi trời, cháu sang đây, sang đây. Ôi trời ơi, con ở đâu đấy hả? Bố con không báo cho cô biết là bố con có con mà sao gớm bây giờ mày lớn thế nhỉ? Ôi trời, bao nhiêu tuổi rồi con? Cặp mắt này là của bố này, mũi này của bố này, mồm này của bố này. Nhưng mà sao tướng bé tẹo con bao nhiêu tuổi mà mặt con non già thế hả? Chắc là mày bị rú háp đây này. Ngày xưa bố mày to con tốt tướng lắm đấy. Sao bây giờ mày cứ bé tẹo thế này hả con ơi? Trời ơi, thế là bố con... Bố con đâu? Thằng Đậu nó xui thế. Gớm, có mỗi đứa con trai mà nó dở người. Người không ra người, khỉ không ra khỉ. Bây giờ nó đứng cứ như tượng mà không có linh hồn. Sao con cứ đơ ra thế? Cô đang hỏi con đấy. À, chết keo thôi, không đơ ra con. Chết. Nãy giờ cô nói keo nó phun ra dữ lắm hả? Ừ. Thế chờ cô tí, cô giải quyết cái keo này cho. Chỉ có nước là keo nó không dính ra. Thôi thôi thôi. Trời ơi. Con nào mà con. Ê. Ôi. Mày biết cả tên con á à? Không nhận ra anh sao? Tao tát cho mày vỡ mồm. Mày dám gọi anh với ai hả? Bố mày đâu? Đậu nè. Đây là đậu. Đây là đậu. Ôi, đây là đậu. Đây. Không nhận ra anh sao? Đây là đậu. Ừ. Thế đâu là đậy? Ê, trời ơi, em ơi, em có sao? Em đậu nè. Anh đậu. À. Sao mau thế? Mau gì? Ngày xưa anh như Rambo, bây giờ anh rút lại như quả ngô thế hả? Con đen nó nuôi anh vậy đó, nuôi riết bạn teo lại. Anh bước ra kia cho em xem. Trời ơi, người chỉ còn bằng cái bắp đùi ngày xưa là thế nào hả giờ? Ê, đậu. Ê, phải én không? Phải không? Én thì chứ còn ai. Không dám đâu, én mà xưa rồi lùng hơn tôi sao tự nhiên giờ dài sọc vậy? Thẩm mỹ. Thẩm mỹ sao? Đi thẩm mỹ viên. Không dám đâu, thẩm mỹ sao kéo dài sọc ra thấy ghê hả? Ôi gớm. Anh bây giờ nó làm cái gì cũng được, nó làm ngắn cũng được, nó làm dài cũng được. Nó muốn kéo dài bao nhiêu thì dài bấy nhiêu. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà kéo chi dài sọc vậy nè, đâu có ít lợi gì đâu. Khổ. Em, cái tính của em làm cái gì em cứ làm tới nơi tới chốn. Anh thấy không, từ con mắt tới cái mũi, đến cái mồm. Em làm hết. Nhưng mà em ngày xưa là em làm vừa vặn thôi. Không ngờ bố thiên sư đó, cái thằng bác sĩ cứ đưa thừa tiền không thối lại, nó cứ làm thêm chứ lị. Nó làm đến độ mà tiền trong túi em xanh mà nhan sắc em nó như thế này, nó làm bị nổ tay đấy. Trời ơi, làm anh nhận không ra em. Ôi, phải én đây sao? Én đây. Mày tên gì mày? Tên Én. Tao tưởng mày tên con rắn chứ.
chồng của mình làm gì mày quấn chồng tao như thanh xà bạch xà, mày có tin tao quấn mày lòi nọc không? Ngồi dậy. Còn thằng kia nhìn gì vậy? Thấy gái là nhìn đúng không bên? Ăn gì chưa? Chưa, từ sáng giờ đói thối cả mồm nha. Đi vô dọn cơm cho em ăn. Vô nha. Đi. Ngồi chơi. Cảm ơn. Ôi, này Đen, mày ngồi xuống đây bảo này. Chỉ có không bao lâu rồi không gặp được mày, sao bây giờ mày dữ thế hả? Ngày xưa mày hiền lắm cơ mà, sao bây giờ mày dữ thế? Bây giờ mày có uy nhỉ? Tao thấy mày... Đi vô! Ai cho phép mày ra? Dọn cơm mời em ăn. Tao chưa cho phép mày lấy gì mà dọn cơm. Chừng nào tao cho phép mới được bưng ra. Đi vô! Đi! Tôi nỡ tôi bưng ra rồi thì nó cứ cho tôi để xuống đi. Trời ơi, nó bắt tôi bưng ra bưng vô, nó hành tôi. Được rồi, một lát nha, con én nó về tao đánh ba nó mà nhẫn mày không ra nè. Đen, sao tao thấy thằng chồng mày nó cứ như là mắt đằng dưới thế hả? Tao đánh riết mà nó bị khùng quá. Sao tao nghe người ta đồn bảo là nó đánh mày như cái mền rách? Đâu có, tao đánh nó thì có, chứ nó làm gì đánh tao. Có thế à? Ừ. Sao tứ tướng nó bây giờ cứ gần như teo héo lại thế? Tao đánh riết mà nó lớn không nổi là vậy đó. Ồ. Coi vậy chứ nó ngu lắm mày ơi. Thế à? Tao đếm từ 1 cho tới 9 nó cũng không ra, tới 10 nó mới ra. Sao? Ừ, nó chỉ biết số 10. Có thế à? Mày coi tao đếm nha. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Đó. Đâu có ra đâu. Ừ nhỉ. Mày coi tao đếm tới 10 này nó ra nha. 10. Dạ. À, trời, trời, trời. Tại sao mày trễ 2 nhịp? Trời thế. Trễ 2 nhịp là quýnh 2 cái mới có 1 thôi. Dạ. Mới có 1 à? Ừ. Thôi chết cho tao một cái nữa. Sao mày trễ thế hả? Ôi, đánh rồi mới thấy nó tội. Xin lỗi nhé. Mời é ăn cơm. Anh mời hai em dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Cảm ơn. Hai má. Anh mời hai má dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Ừ, để đấy cho má. Sao mà cứ bị chửi má thế này? Mẹ, thằng chồng mày nó làm gì nó lầm bầm thế? Nó chửi mày chứ gì? Ô, tiên sư bố thằng mất dạy. Hả, mày nghĩ mày chửi ai thế? Mày chửi tao là mày chửi lầm người rồi nhá. Mày chưa biết danh bà chửi như thế nào, bây giờ mày dám hỗn láo với bà. Bà đã từng chửi ở cái xóm nhà mình 12 thằng ra mẹ bà chửi một phát nó nằm lăn đùng ngã ngửa ra ngay. 60 mấy người trong xóm tao chửi, có thằng nào dám chửi lại tao không hả? Bà chửi hết xóm mình, bà sang xóm khác 10 mấy cái xóm ở trong cái huyện này, bà chửi không còn một đứa nào. Xin lỗi nhà mày, mẹ bây giờ tao hết chỗ chửi rồi, tao sang nhà mày tao tìm người tao chửi này. Bây giờ mày nghĩ sao mà mày chửi mà tao? Anh đây, đậu đây. Chào anh. Em chửi quá vậy. Không, xin lỗi anh, em đang tập kịch cho xã anh ạ. Ấy thế mà bây giờ tự dưng máu kịch nó lại lên, chứ không có biết chửi. Từ xưa tới giờ em hiền như mã sơ, trái tim em khô khờ. À, hiền như mã sơ hả? Vâng. Vậy mà tưởng đâu ma cây. Em bình tĩnh lại chưa? Dạ. Bây giờ ăn nha. Dạ vâng. Món thứ nhất, châu chấu rang muối. Ôi, châu chấu rang muối. Ừ. Bưng châu chấu mà kỷ niệm nó đập vào trong mặt. Trời ơi, ngày xưa em như châu chấu, sống bên anh như con cào cào. Anh ơi, anh còn nhớ con châu chấu này không? Ngày xưa anh đã từng lội đồng bắt châu chấu cho em. Anh về anh rang muối, anh rang đến độ mà muối nó đóng từng tảng mà anh vẫn ngồi rang. Anh còn nhớ con châu chấu ấy không? Một miếng ruột anh cũng dành cho em. Mượn này mày đi chỗ khác, mẹ hai đứa tao tâm sự này. Rồi một cái càng anh cũng dành cho em, còn một cái chân anh cũng dành cho em nữa. Nít, mày có tin là tao cái gì là cháu vô mặt mày không mày?
Mày ăn lời phải không? Tại sao tao kêu mày mua cho cháu cái mà mày đi mua cho cháu đực hả? Ôi trời ơi, tao không biết con nào con đực, con nào con cái là tao con mày. Trời ơi anh ơi, sao anh dốt thế? Anh dốt thế là vợ cho anh nó đánh cho anh một ngày thắm cữ là đúng rồi. Cổ quá, con châu chấu cái là con châu chấu nó có trứng, còn con nào không có trứng nó là con đực, hiểu chưa? Ai nói con đực không có trứng? Con đực cũng có trứng. Thế con đực cũng có trứng à? Có, mà ít thôi. Biết chưa? Em hiểu rồi. Em, món thứ hai. Món thứ hai, động vật đồng nội lúc lắc. Lúc lắc hả? À, mày coi nó lúc lắc chỗ nào? Nó nằm im mà nó lúc lắc hả mày? Con này sao mày khó thế? Thế bây giờ nó sống thì nó mới lúc lắc, còn nó chết rồi thì làm sao nó lúc lắc? Nó chết nó phải nằm im chứ, chết nó lắc thế nào được? Mày nghe nó nói mà nghe không nghe nói không? Cho em một ngày. Đủ rồi mới cho một ngày. Nhưng mà mày phải vừa vừa thôi chứ. Đậu sắp thành công rồi. Đậu sắp cảm động hả? Đậu sáng cố lên. Cố lên nhanh đậu. Cố lên đậu. Món thứ ba, cơm chiên Dương Châu ăn với nước mắm. Ôi, cơm chiên Dương Châu nước mắm. Em thích quá. Khoan. Nuốt hết thì hả nói. Ngậm một họng sao nói được trời. Em nhớ gắp miếng to quá. Nước mắm nè, cơm chiên nè, em nhớ không? Anh ơi, thấy bát nước mắm, thấy đĩa cơm chiên, tự dưng kỷ niệm lại về nó đập lại trong mặt em lần. Tại sao thế hả giờ? Bao nhiêu năm trời mà anh vẫn không quên tình yêu của mình qua chén nước mắm này hả Đậu? Bà xuống! Đậu, đây mà nước mắm hả Đậu? Tại sao tao kêu nước mắm đun sôi mới được đem ra? Chưa đun sôi, tanh rình ai mà ăn? Thì tanh gì vẫn ăn được mà. Ăn đi, nè. Đậu. Sau đây xin quý vị xem tường thuật tại chỗ vụ tạt nước mắm tại nhà thằng Đậu. Đậu. Nước mắm đang từ từ chảy xuống mặt nạn. Mũi nạn nhân đang phình to lên, chắc là thối lắm đây. Ôi, lưỡi đã thè ra, chắc là mặn lắm nạn nhân nhỉ. Đang nổi sùng rồi. Ôi, có nghe hai tiếng gì không? Tiếng xì khói lỗ tai từ nạn nhân đấy. Và cuối cùng sẽ là nổi điên. Con quỷ, trời, tao giết mày. Đâu. Cho đem một ngày một lần thôi. Một giờ cũng được nữa mày. Trời ơi. Đâu ơi. Đừng đánh nó, Đậu ơi. Cho em một ngày thôi. Cầm miệng. Cho em một ngày. Mày cầm miệng con quỷ. Có một tiếng đồng hồ là tao tơi tả mẹ nó rồi. Mà xin một ngày chắc nó quánh tao cha mẹ nhìn không ra. Anh Đường. Đường bộ con mày gì? Trời ơi, mày giả mang đến độ này. Hồi nãy tao vô, tao đẹp như một thiên thần. Hàng xóm của ba nhìn tao quá trời. Giờ tao đi ra chắc chó nó cắn. Thấy tao như con quỷ. Mày mằng cái gì mà ác dữ vậy? Hả? Tao về tao mát tới. Tới biểu tao lên đây là coi thử tụi bay sống thì sao. Tại tí biết cái tính thằng này nè. Mày á là chuyên môn vũ phu lắm. Mày ăn hiếp vợ mày dữ lắm. Hả? Mày ăn mày quánh nó hoài đồn tới dưới quê, tía nóng ruột, tía sợ con dâu của tía có chuyện gì. Còn con này nè, sao đầu óc lớn rồi mà nói không nghe vậy hả? Như con nít à. Mày nghĩ sao? Gì bay không à? Tao lên đây tao can tụi bay mà nỡ lòng nào mày quánh tao vậy hả thằng Đậu? Tại anh giả gái em đâu nhận ra đâu. Tao không giả gái, tao chứng kiến được cái cảnh này hả? Thứ gì đâu không à? Bây giờ tao về, tao tơi tả rồi Đậu, tao tơi tả rồi đen. Hồi nãy tao vô, tao đi được 2 phút.
giờ bay chứng kiến cho thả mãn tụi bay nữa. Tao còn có chân rưỡi thôi. Thả mãn hai đứa bay hai của con ôn dịch. Anh Đường, đừng có mét tía nghe anh Đường. Chết rồi, anh giờ anh mét tía đó. Tại đậu đó, giờ anh vậy mét tía giờ tính sao đây? Đen. Vậy? Đậu nói thiệt nha, bữa nay mới đổi con chút xíu à, bị Đen đánh vậy, rồi bị Đen đổ nước mắm lên đầu, đậu chịu không nổi luôn á. Vậy mà mọi ngày đậu cứ làm những cái điều đó với Đen, chắc Đen buồn lắm hả? Thôi vậy nha, cho đậu xin lỗi đi. Đậu hứa từ đây về sau đậu sẽ không bao giờ đánh Đen nữa. Thiệt hả? Thiệt, không bao giờ đổ nước mắm lên đầu Đen nữa. Nếu mà có chuyện gì á, hai đứa mình nhỏ nhẹ ngồi nói cho nhau nghe ha. Chịu không? Tại đậu không chịu khám phá Đen thôi, chứ Đen bí hiểm lắm á. Bí hiểm như đỉnh Olympia không? Đúng rồi. Vậy bữa nay đậu quyết định sẽ thám hiểm đỉnh Olympia. Ê, đứng lại tôi thám hiểm. Thám hiểm hả? Ờ. Không dễ đâu. Đứng lại. Tắt nhạc đi. Gươm khổ, Tết nhất đến nơi ế chảy ế thiêu, chả ai xem bói gì cả. Từ sáng giờ chả ai xem được đồng nào, toàn uống nước lã cầm hơi. Gươm, cứ hề ai khổ thì mới xem bói, chứ còn nó sung sướng quá chả ai xem. Ai đấy? Chắc có mối rồi. Alo, mày à? Thằng Đại chứ gì? Thằng Đại chồng con chào á, hai vợ chồng mày là chào Đại đấy. Gặp ai chả biết ai cứ chào Đại. Cái gì? Thì hôm qua mày bảo với tao là mày nằm mơ mày thấy con dê nó vào vườn nhà mày. Ừ thì đúng rồi, con dê là 35. Cái gì? Nó sổ ra 53. Cái đấy là lỗi do mày. Mày bảo mày đuổi nó ra. Ừ, mày đuổi nó ra thì mày phải đuổi là mày đẩy cái đầu nó ra, để mày đẩy cái đầu nó để cho cái đít nó ra trước chứ. Cái này mày đuổi nó để mày cho nó quay cái đầu đi ra, nó đưa ra cái đít ra sau để nó đưa cái đít vào vườn mày, thì con số 5 nó đi ngược lên là đúng rồi. Thế nó ra 53 là lỗi do mày nhá, không phải lỗi do tao đâu. Gớm khổ. Thôi cúp máy đi. Đang bận bịu trá xem tình duyên ra đạo, toàn xin số đề. Tao mà biết ra con nào thì tao ngồi ngoài này tao phơi nắng tao xem bói làm gì. Chán quá cơ. Ê kinh khủng ế. Trời ơi, bắt gặp thầy rồi nghe. Con nói cho thầy nghe nha. Con nói rõ ràng cho thầy nghe. Thầy đi đâu mấy năm nay hả? Thầy nói cho con nghe đi. Đi đâu mấy năm nay? Con tìm thầy trong cái hốc, cái hang, cái ngõ, cái hẻm. Ông cống con cũng lôi ra nữa, con tìm mà không có. Này, tao phóng cái này vào mồm mày á. Thách thầy đó. Sao mày làm tao như chuột, như rán ấy? Mày bảo tao ở trong ông cống, ông đồ, tao chui đi đâu? Thế xin lỗi nhá, đây là cô hay bà, để cho tôi biết tôi còn xưng hô. Chưa có chồng, coi mấy năm nay cũng không có chồng. Gọi bằng cô đi. Bực à? Chưa có chồng thì gọi bằng cô à? Đúng rồi, con hỏi thầy nè. Thầy coi con có chồng. Con chưa có chồng mà lại con có con nữa. Có tự nhiên bây giờ dạy thầy giải thích đi. Tại sao không chồng mà có con? Nói cho con nghe. Mày về mày nhờ mẹ mày giải thích. Mày không chồng mày có con, tự dưng mày bỏi mày hỏi tao à? Thế mày đàn bà mày vô duyên đó. Thế bây giờ trâu trứng mày rơi lúc nào mày không biết à? Mấy năm rồi vẫn gặp con dở người. Thầy đủ rồi nha. Con muốn nói dở người dở hơi. Con là đàng hoàng nghe. Thích đi. Giải thích cái gì? Giải thích tại sao tôi không có chồng. Coi mấy năm nay tôi có chồng, rồi bây giờ tôi chưa có. Mà có một đứa con là làm sao? Không phải là một đứa mà là tới là mấy đứa. Nói. Ô hay nhỉ. Tao có ăn và mày không? Tao không ăn mày thì mày có con với ai thì bố tao chả biết.
Bây giờ mày cứ đi hỏi một thằng chiêm tinh gia nào mà nó giải thích được cái thằng chồng mày ở đâu ấy. Này, đây tao cắm đầu xuống đất tao đi một đời nhá. Bây giờ đến đây làm gì? Coi bói với làm gì? Coi thử chừng nào con có chồng nè. Thế không mình... rồi. Cái gì? Coi thử chừng nào con có chồng. Xem thì lần chừng nào mày có chồng á. Chính xác. Bây giờ sao đến đây ấy là có cái vấn đề như thế này. Không có chồng ấy là do duyên. Nhiều khi là mình cũng phải là phải gieo duyên ấy, nó mới có. À, đây muốn xem ấy thì xem cho. Nhưng mà nghe giọng thì nó có cái gì nó hơi lạ lạ. Lạ lạ làm sao thầy? Như là gọi bằng cô đi thì đúng hơn. Đúng rồi, cô mà, con chưa chồng mà. Ô hay. Đợt trước thầy coi con á là thầy nói cái gì? À, đâu hùm hàm én mày ngài, dây năm tấc rộng thân 10 thước cao. Con đi ra ngoài đường, con tìm hết ông này ông kia. Con có râu quai nón là con nói là anh ơi cưới em đi. Ông nói, ông nhìn con đấy. Gì kỳ vậy? Cô khùng hả? Ông nói con câu, ông phán con câu vậy. Rồi con đi tìm người khác cao hả, ông nào to cao là con nói con tới con cưới, con xin cưới mà ông không có cho. Cũng là cái câu nói của thầy, cũng là cái câu nói của thầy. Thầy nói là coi sai á, là thầy nói là guarantee refund. Cái câu nói của thầy mà con bỏ tiền ra biết bao nhiêu năm nay con tìm thầy. Bây giờ thầy nói đi, thầy trả tiền lại cho con. Thế là cái thằng đấy nó chửi mày điên đấy là đúng rồi đấy, tao còn là bảo mày điên đây này. Bây giờ ngày đấy mày đưa tao bao nhiêu tiền để tao xem cho mày cái quẻ bói đấy. Bữa đó con đưa cho thầy 50 đồng rõ ràng luôn. Thế có 50 đô thôi mà mày đi tìm tao vì cái chữ guarantee refund. Thì đó ra mà có một cái 50 đô thôi mà mày bỏ mấy năm rời ra, mày bỏ biết bao nhiêu tiền ra để mày đi tìm tao, có phải là mày điên không? Bây giờ mày nói cái câu mà dâu hùm hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân 10 thước cao thì nhận ra rồi, tôi nhận ra cô rồi. Đó. Xong dạo này nhìn đẫy đà thế, nó nở lên như cái bánh phồng tôm đấy. Mà trên cái bánh phồng tôm ấy còn treo hai quả bưởi năm roi. Ủa cái gì vậy? Ủa sao thầy đuôi mà sao thầy biết con? Thầy biết này, con sửa ngực. Tôi nói cho cô nghe nhá. Ông giời, ông đã lấy của tôi đi đôi mắt thì ông cho tôi là cái mũi. Cái mũi tôi ngửi được. Cô chỉ thoáng qua thôi là tôi nghe mùi mỡ. Thôi nói thiệt ra thì thầy coi bói thì giấu thầy cũng không được. Thì thầy coi con á là thầy nói con là con sẽ có chồng, chồng con to cao đẹp trai. Nhưng mà thế này, cô đi tìm tôi ở đâu mà tìm không ra? Cô đi tìm những chỗ nào mà cô tìm tôi không ra? Con tìm thầy ở chợ Tân Định nè, ở Sài Gòn, khắp cái Sài Gòn chợ nào con cũng tìm. Rồi có người ta nói có thể ông ngồi trong ống cống, con xuống ống cống con lôi ra cũng không có. Đó, cô hỏi cái gì mà người ta bảo tôi ở dưới ống cống? Tại vì thầy bói là thường thường ngồi ống cống. Cô hay hỏi là ngồi... tên tôi tên gì mà cô bảo thế? Con hỏi là tên Gia Cát Lạng ở đâu? Thì người ta mới nhìn con, người ta nói là cái con này nó khùng hay sao á. Ở đây có Gia Cát Lượng chứ làm gì có Gia Cát Lạng. Người ta nói con vậy. Nên con cũng bị quê chứ. Quê cái gì? Hỏi đi để cũng phải lựa người mà hỏi. Hỏi thì phải hỏi người kiến thức, người có học thức, có văn hóa thì người ta mới hiểu được hết cái tên của tôi. Đây, tôi đã giải thích cho cô nghe rồi. Đấy, Lượng là ở trong miền Nam người ta gọi là Lượng, ở miền Bắc gọi là Lạng. Ví dụ như cái câu kẻ tám lạng người nửa cân, đấy là ở miền Bắc. Còn vào trong miền Nam phải gọi là kẻ tám lạng, kẻ tám lượng người nửa ký. Đấy là miền Nam. Thì hôm trước lâu mấy năm rồi coi thầy cũng nói vậy mà con quên. Bây giờ nghe giọng cô thì tôi đoán ra rồi. Tôi đó, biết rồi. Thấy không này, thầy... Tôi không cần phải nhìn thấy là tôi đã đoán ra được người ấy như thế nào. Nghe hơi thôi. Nhất thanh nhì tướng. Đấy như là đây đây. Vừa rồi đây. Tôi có biết cái mặt ông Donald Trump đâu. Nhưng mà nghe giọng nheo nhéo của ông ấy, tôi đoán ngay ông ấy thế nào làm tổng thống. Thế là đúng ngay. Không sai. Thầy hay quá. Đoán vậy mà cho tới giờ này, vậy là thầy nói sai bét luôn rồi đó. Tới giờ này con cũng đâu có chồng đâu. Mà con nói thầy, con giải thích. Thầy giải thích cho con, thầy cũng không có giải thích được. Thế bây giờ đến để làm gì? Đến để xem bói đi. Đúng rồi. Để chờ tí đi. Để đây này. Để xem bói là phải lấy hẹn.
À, phải có appointment ông. Trời ơi, bị đuôi mà coi làm sao thấy được. Ô hay, người ta mù thì người ta có cái kiểu xem của người mù chứ. Chứ ai cấm người mù viết nhạc, ai cấm người mù viết văn. Để xem chỗ nào vậy? Để xem chỗ nào trống trống rồi nhé, cô vào này. Đây, không? đây có rồi đây. 3 giờ ngày thứ tư nhá. Rồi đến đây xem. Thế thôi. Trời ơi, tôi nói thiệt với ông luôn á, con đường đi không có ai, đi ngang qua không có một bóng người, rùi cũng không có nữa chứ đừng có nói chi mà coi bị đặt ế chổng gọng luôn, bị đặt nói coi bối rồi đồ coi dừa. Đây tôi nói chảnh dừa thôi, không chảnh chẹ gì cả. Đấy là nguyên tắc, khi đã đặt ra nguyên tắc là mình phải tuân theo nguyên tắc. Nhiều khi đói thối mồm ra nhưng vẫn không xem. Thì ra là thầy đang đói vậy. Ê, bây giờ có xem không? Thôi bây giờ vậy đi. Xem xong rồi tao đi ăn chứ tao đói quá rồi. Thôi. Nói là tại vì cô đi tìm tôi mấy năm nay tôi mới xem cho cô đấy. Không là tôi không xem đâu. Thôi con biết rồi, con cảm ơn thầy. Thầy qua bên kia nó có quán phở kìa. Đó, thầy ăn đi chứ không thôi thầy đói rồi, nó hoa mắt làm sao thầy coi con được. Mày điên à, mù mà hoa mắt cái gì. Ủa vậy hả? Bây giờ đặt tiền đi. Lần trước xem ấy là đặt bao nhiêu? Lần trước xem là... không đúng là tại do cô không có thành tâm với thánh, mà cô không thành tâm thì làm sao thánh phù hộ cho cô được. Lần trước con coi con bỏ 50 mà không thành tâm làm sao, ba cái dĩa con bỏ 50, mỗi dĩa là 50, thầy nói sao mà con không thành tâm. Ba cái đĩa 50 ấy là lúc ấy vàng ấy nó là 100 đô 3 chỉ, bây giờ mày bỏ 50 chưa được mua được 1 chỉ vàng, mà bây giờ mày bỏ gấp đôi, tiếng Mỹ người ta gọi là double down đấy. Ông ơi, thôi như vậy đi. Lần trước thầy coi con nó sai, thì bây giờ thầy coi con đi. Thầy mở rộng từ bi của thầy ra, thầy coi con khỏi lấy tiền nha. Đấy, mày chưa gì hết mà mày đã đi giả giá với thánh, thì thánh nào mà chứng cho mày ớm khổ. Vậy bây giờ mày bỏ tiền vào đi. Vậy con giáo bộ con bỏ tiền ra, rồi thầy coi xong thầy trả lại cho con nha. Ô thì mày đi lừa thánh à? Mày lừa mày còn kinh hơn đấy. Đem một cái thành tâm đi, bỏ vào xem thử như thế nào. Bỏ hơn hả? Double down. Có tiền đô không? Thôi tiền Việt Nam đi. Không, thánh thích tiền đô. Hôm nay ta xuất hồn ra tôi hỏi thánh rồi, thánh giáng cơ, thánh bảo bây giờ thầy xài tiền đô nó đang lên đấy. Bây giờ thích xài tiền đô, bởi vì biết sao, người mà người ta cúng cô hồn đấy, người ta còn cúng tiền đô cơ mà. Thành thử ra là thánh ganh tị, cho nên là phải cúng tiền đô. Đấy, thứ nhất là đô, thứ nhì euro, thứ ba là Canada, thứ tư là tiền Úc. Trời ơi, con phải quỳ con lạy thầy luôn á. Lạy ta làm gì? Thầy mà coi mà lần này không trúng á hả, con cho giang hồ nó quánh chết cha thầy luôn. Á da, con xin lỗi. Không hay cái con này. Con... mày càng lúc mày càng hỗn nhá. Làm gì làm tao vẫn lớn hơn mày nhá. Đây này, ba cái đĩa này. Ba cái đĩa này là đĩa tiền tổ này. Đĩa này là đĩa tiền quẻ này. Đĩa này là đĩa tiền tiếp này. Thầy hỏi hết bà con cô bác coi có đi coi bói mà có ai cho tiền tiếp bao giờ đâu. Có chứ sao không có. Ai cho? Nhưng mà cho trước hay cho sau thôi. Nhưng mà bây giờ mày cứ bỏ trước cho nó chắc ăn. Biết bao nhiêu đứa rồi, cứ bảo là thầy xem đi được thì con cho tiền tiếp. Nó xong xem được xong nó bỏ nó đi luôn, nó không quay lại, không được đồng nào. Bây giờ lấy trước tác ăn. Không lẽ viền chồng mà mình phải bán mạng vậy sao trời. Ôi giời, mày bỏ 300 đô mà mày kiếm được thằng chồng thì xin lỗi mày. Mày bỏ bao nhiêu nghìn đô mày mới tìm được tao. Bây giờ đúng mày rồi. Tìm được chồng mà. Bỏ vào đi, tiếc nuối gì. Nhanh đi, tao còn làm pháp sự, tao đi ăn, tao đói run hết cả người rồi. Từ sáng giờ ế chảy ra chả có đồng nào ăn. Chén gì đâu trời, cái gì vậy trời, đó 300 đó. Bây giờ muốn bói kiểu gì? Hôm trước thầy bói con chuyện Kiều. Chuyện Kiều đâu có đúng đâu. Bây giờ thầy coi thầy bói cái gì khác đi. Thì bây giờ tao chỉ có hai cách thôi. Một là sờ mu, với hai là xem chuyện Kiều thôi. Bây giờ mày không thích xem chuyện Kiều thì tao sờ mu. Mu giờ... sờ mu rùa đấy. Sống thì nhờ cái mu rùa với lại cái chuyện Kiều thôi. Bây giờ muốn xem nào, muốn sờ mu hay là muốn...
Này, cầm hương đi. Ở khoan chờ tiêu tí. Chết rồi ai. Alo, lại mày nữa à? Sao mày suốt ngày cứ để đón thế hả con? Thế sáng nay mày ra mày gặp ai trước? Gặp cái gì chứ? À, gặp cái con đang cấy lúa. À, nó cấy lúa. Nó cấy lúa thì nó cong người xuống. Nó khom người xuống thì mày đánh con tôm đi. Ừ. Nhưng mà này, lúc mà mày vừa nhìn thấy nó là mày nhìn thấy cái đầu nó trước hay là nhìn thấy cái mông nó trước? À, nhìn thấy cái mông nó trước à? Thế là đánh con tôm nhưng mà phải đánh thối thân nữa. Ừ. Thế đánh con tôm vẫn là 31 nhá. Còn đánh thối thân thì mày đánh con bào ngư đi. Búa tiên sư, mày không biết con bào ngư là con gì à? Nó bằng bằng cái bụng tay này này. Mẹ tiền mày đánh số đề, mày để mày ăn con bào ngư đi cho cuộc đời mày biết. Bây giờ bố tao cũng chả biết con bào ngư số mấy. Bây giờ mày cứ ra chợ mày hỏi nó bao nhiêu một cân rồi mày lấy cái số tiền đấy, mày lấy cái số mày đánh. Nha. Suốt ngày cứ đề đóm, tôi nói đến đâu rồi? Giống vậy nè, bây giờ nói thiệt á, là con cũng nói thiệt với thầy á, là như vậy. Con, thầy coi bói con xong á, con tìm hoài, con thấy cái thằng nào nó cưới con hết á, thì con mới đi, tình cờ con gặp chị Kỳ Duyên. Chị mới biểu con á là, nếu mà em như vậy á, thì em đi sửa ngực đi. Đấy, em đi sửa ngực và em đổi tướng đi, là em có chồng liền. Đây, bói Kiều nha. Thì bói Kiều, giờ biết à, sao? Mày khánh đi, tao làm pháp sự. Lần này mà không trúng là con cho giang hồ nó giật thầy luôn đó, con nói trước rồi đó. Bà về bạc nhã thuyền hoa con hương đệ tử gần. Mày nín mẹ mày đi. Cái gì ta kêu con nhắn mà. Ta đang kêu bà về, bác thuyền bác nhã vừa đến nơi mày hát xì nó lại lùi. Mày khấn, mày cũng khấn nhẹ nhẹ chứ mày cứ khấn, mày cứ hát. Thì tại vì con vẫn là nhập tâm chứ con mới hát. Tao nhập cái này, mày nhập là gì? Mày khấn là mày chỉ để tâm thôi, để tâm chứ không cần nhập tâm. Tao mới nhập tâm này. Rồi, vậy xong rồi, xong chưa? Để ta cắm ra cho. Bà về bát nhã thuyền nè hoa con hương đệ tử gần xa. Đấy. Mày lại đẩy thuyền đi rồi. Thôi mày dở đại đi, mày đọc đi. Tao mệt quá rồi. Con lại trợn lại Phật cho con lấy một chồng đi cho rồi. Chứ bây giờ nó già lắm rồi. Nó già với trái cà rồi mà chúng chưa có chồng. Đọc đi. Nhát trong lờn lợt màu da, ăn gì to nấy để đà làm sao. Thôi đó ông, nè à, này này mày đọc nhầm rồi đấy này. Ông Nguyễn Du ông không có có ghi cái chữ ăn gì to nấy. Ăn gì to lớn để đà làm sao. Tụi con từ tiếng Hoa con đâu có biết đấy. Tiếng Tàu mà làm sao con biết con dịch ra đó. Nha là nhát trông nhợt nhợt màu da, ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Thế ngày trước mày bốc cái câu là vai năm tất rộng thân 10 thước cao. Thế bây giờ là ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Đấy, hai cái nó liên quan nhau. Chắc chắn cuộc đời mày không bao giờ tránh khỏi một thằng chồng béo được. Chết. Sao con đời con khổ vậy thầy. Đây, còn cái chữ nhát trông nhợt nhợt màu da. Cái màu da này là nó nhợt nhợt, nó không trắng hồng, nó cũng không trắng xanh, mà nó trắng như theo cái kiểu là sắp tẩm liệm ấy. Trời, thầy nói gì ghê vậy, giống như là người chết vậy thầy. Hồi. Không, không, người chết nó trắng xanh, tao đang tìm cái từ nào đây này. À không, nó giống như là mới vừa rút ống còn thở ngóp ngóp vài hơi rồi cái đi. Không, con mới tin là vậy thôi con khỏi. Thằng này ấy, trước tiên đây là nhát trong nhợt nhợt màu da là chắc chắn thằng này nó là phải thiếu máu. Ăn gì to lớn đẫy đà làm sao. Đấy là nó ăn, nó rất ăn, rất là tạp. Nhưng mà nó vẫn không hồng hào được, chứng tỏ thằng này nó phải bị tiểu đường.
thầy giải thích ăn uống giống như heo ăn vậy thầy. Đấy, thằng này nó phải tiểu đường. Cái chồng con kiểu này thôi vậy con ở vậy cho rồi chứ con lấy chồng làm gì? Không. Không bao giờ tránh được đâu. Thánh đã phán thì không bao giờ mày tránh được. Bởi vì trong truyện Kiều của Nguyễn Du có câu là gẫm thay muôn sự tại trời, trời sinh phải bắt làm người có thân. Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Thầy, khoan đó thầy. Ủa cái gì vậy thầy, rút vô tiền liền vậy, con chưa coi xong mà. Xong hay không xong tao tém tao đưa tổ rồi. Tao tém ngay tao đưa cho tổ rồi. Chào thầy. Ai đây? Con thầy. À đi chỗ khác chưa, đi đang có khách nhá. Dạ con đâu có tới đây để coi bói đâu. Tại thất tình lang thang đi mỗi chân quá, thấy ghế trống ngồi nhờ chút. Không, khi nào không có khách thì muốn ngồi bao nhiêu ngồi. Bây giờ đang có khách, anh đi chỗ khác cho tôi làm việc. Thầy chưa coi xong mà sao thầy thấy lấy tiền con đau lòng quá. 300 lận đó thầy, vô trong trả lại con nha. Thì từ từ đấy, mày đã bốc rồi. Nhát xong nhợt nhợt màu da đấy. Ăn gì to lớn đấy, đà làm sao đấy. Thầy. Cái gì? Thầy mới cho coi cho con tuần trước đây mà. Tuần trước là mắt thầy sáng, sao bên đây đuôi rồi. Có lẽ dữ vậy. À điều này chắc coi cho ai trợt rồi, chắc thằng đó nó múng con mắt luôn cái gì. Này, tôi nói cho anh biết nhá, tôi xem cho ai ấy là tôi nhớ giọng từng người một. Tôi chưa bao giờ xem cho anh thì anh đừng có vu oan giá họa cho tôi như thế. Có mà, con xạo thầy làm cái gì. Đâu thầy gỡ mắt kiến ra con coi kỹ. Này anh đừng có hỗn nhá. Tự dưng tôi mù thế này anh bảo tôi dở mắt kính ra cho anh xem là xem cái gì. Này nói nghe nè. Anh vừa phải thôi chứ. Ủa lượt trước anh có coi ổng hả? Chắc chắn là ổng mà. Tôi xem anh cái gì. Anh có nói thiệt không? Đây nè. Cái tuần trước á là mắt ổng còn sáng lắm. Ổng ngồi nói chuyện với tôi. Rồi có con nhỏ mặc váy đi ngang, ổng lo nhìn mà rớt nước trà đổ vô quần ổng luôn mà. Này. Con nghi lắm luôn rồi nè. Ta bảo cái này nhá. Đây nhá, đừng bao giờ hất đổ chén cơm người khác nhá, thất đức lắm nhá, đi nhá, phản ngay nhá. Không có đâu, trời đất ơi, thầy quên rồi. Quên cái gì, quên làm sao được, tôi xem anh cái gì. À, thầy quên cho con nhắc. Lúc đó là con coi bối Kiều, con mở ra trúng nhầm hai câu. Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không. Thầy giải thích cho con là con sẽ gặp được một chuyện tình bất ngờ khơi khơi ở ngoài đường, không cần phải hẹn hò, không cần ai giới thiệu hết. Đó, thầy nhớ chưa? Tôi đã bảo không xem cho anh mà. Anh đi đi. Làm chuyện này, người ta đang làm ăn mà thì phá. Thầy phải thầy Gia Cát Lạng không? Hay là ai? Ông Gia Cát Lạng nè, đó. Ông Gia Cát Lạng đó. Ông coi xe bét luôn á. Thôi, mà không nói chuyện với ông đó đi. Anh, khoan đã, khoan. Anh đừng có đi. Gì? Để tôi hỏi anh nè. Hỏi gì? Đứng đây đợi một chút đi. À. Thầy. Cái gì? Hãy thầy coi con là nhát trong nhìn nhát trong ra. Nhát trong lần lượt màu da. Ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thầy ơi hình như ổng rồi nè thầy. Y chang luôn á. À thế à. Ừ. Thông minh, cô thông minh đấy. Dạ cô thông minh đấy. Con biết mà, con biết con thông minh mà. Tha vào. Anh tới đây em hỏi nè. Gì cô? Anh cho tôi nhìn coi. Ừ. Nhát trong lần lượt màu da. Cái mặt của anh nè, giống như là ổng tả là rút cái ống nước gì ra đó. Anh sắp chết đó. Nó tái nè. Gì vậy? Rồi ăn gì to lớn đẩy đà làm sao. Thì sao? Bé mày hỏi nó có thiếu máu không. Khoan con chưa. Em hỏi anh kỹ, anh phải nói thiệt nha. À. Cái này là quan trọng lắm nha. Quan trọng lắm nghe anh. Sao? Anh có bị thiếu máu không? Có. Tôi bác sĩ nói tôi là thiếu hồng huyết cầu. Hả? Vậy anh có đái không? Ủa đó ai không đái? Không phải. Ý em hỏi là anh có bị tháo đường không đó? À đái tháo đường á hả? Đúng rồi. Ừ đái tháo đường là đái hết hồn. Có tôi bị tiểu đường 10 năm rồi. Mà làm gì có hỏi kỹ quá vậy? Vậy là anh à. Cái gì? Anh đang thất tình. Còn anh, em đang tìm tình. À. Mình lấy nhau đi anh. Cái gì? Mình lấy nhau đi. Cái gì vậy? Anh lấy em đi anh. Cái gì vậy thầy? Anh lấy em đi.
chúng mày lấy nhau đi, tao lạy chúng mày. Lạy chúng mày, lấy nhau đi. Anh lấy em đi. Thôi thì bất chấp hết, yêu nhau đi con. À đúng rồi, người đâu gặp cỡ làm chi. Đúng rồi. Nó nè. Vậy là có duyên rồi. Nó nè. Thôi thì mình lấy nhau đi. Đúng rồi, lấy nhau đi anh, đi về anh. Đi về liền đi. Dạ, dạ, nhưng mà ở gần đây có hotel nào không? Cái gì hotel? Không có. À quên quên quên. À, đây. Thầy ơi. Hả? À, con cảm ơn thầy nha. Ờ không con, có con, gì. Con đi. Mày lấy cái bóp cho em luôn cái đã. Trời ơi. Con lạy trời, bây giờ con đã có chồng chính thức rồi. Ê, chúc hai đứa vui vẻ nha. Dạ cảm ơn thầy ạ. Lần sau ghé xem nha. À thôi khỏi đi, để người khác xem đi. Giờ con có tình duyên là coi chi nữa thầy. Ồ. Hả? Khoan. Thầy à, nói thiệt nha, dỡ cái mắt kiến ra đi. Từ đầu tới cuối con đã thấy thầy rồi. Thầy đừng có giả bộ nữa, nó quýnh thấy mẹ luôn. Dỡ ra đi. Chứ con nói á, là người ta, con nói thầy á, con giặt mặt thầy ra thì con sợ là bể chén cơm của thầy. Nên bây giờ thôi gỡ ra đi ha, đừng có giả đò nữa đó. Con mắt sáng vậy tự nhiên đòi mù. Ồ. Không, anh thấy không, mình á thật sự ra con mắt sáng vậy coi bói còn chưa được, chứ đừng nói chi mà mù. Mù sao thấy thì coi. Em quá hay. Dĩ nhiên là em hay rồi. Thầy, con chỉ thắc mắc một điều, tại sao thầy không đuôi mà thầy lại tự nhận là mình đuôi? Có muốn thế đâu anh, nhưng mà đôi khi ở đời ấy, đôi lúc cũng phải giả mù để cho nó khỏi thấy cái cảnh trướng tai gai mắt đấy mà. À vậy hả thầy? Ừ. Thầy con nói nghe nè, thầy trả lời con 300 đi để con đi đánh bài thầy. Mày quên đi, mày có thằng chồng rồi. Ô, tao lấy rồi. Con như là 300 lận đó. 300 cái gì vậy anh? 300 mà đâu mày lấy là cái thằng mấy chục ký, bây giờ mày tính bao nhiêu một ký? Thôi nói chuyện ông nhức đầu lắm. 300 mà còn tính toán. Ờ. Đi ra chào khán giả đi. Con lại thanh mơ bài gớm được 300. Cái nhà bà sắp bị nhà băng kéo rồi gì? Trời ơi, việc ấy bà lo như kiểu lo bò trắng răng ấy. Ở Mỹ này gần 2 triệu cái nhà nó sắp lôi, chứ có phải mỗi nhà bà đâu mà lo. Gớm nhà tôi nó cũng sắp lo, nó kéo mẹ nó rồi đây này. Nhưng mà nhờ tôi là thầy, tôi cao tay ấn nên tôi giữ được nhà. Hả? À, không có gì. À, sao? Yên tâm đi, ngày mai cứ đến nhà tôi vẽ cho một lá bùa, bà về bà dán trước cửa nhà bà, nhà băng không bao giờ để đưa xe đến lôi nhà bà đi đâu, nó đóng cái cọc nó bán nhà cho người khác thôi. Không, nói thế đùa với bà chị cho vui ấy mà. Thế mà cứ đến nhà tôi đi nhá. Ừ, mang 300 đô. Cái gì? Gớm khổ, mỗi tháng bà phải trả tiền nhà hết 3.000 đô, tôi thì giữ cái nhà cho bà, tôi lấy một lần có 300 đô mà. Đừng than với thần thánh nhá. Ừ, cứ thần thánh mà mình rộng rãi bao nhiêu thì thần thánh cho lại mình bấy nhiêu. Vâng, cứ thế đi nha. Nếu tốt hơn thì cứ mang 600 hoặc 900 nhá. Vâng, vâng. Thôi chào bà chị. See you tomorrow. À, chào thầy. Chào bà chị. Vâng. Dạ, dạ, chào thầy. Ôi, nghe thầy nói như vậy thì chắc bùa của thầy linh nghiệm lắm nhỉ. Thú thật với thầy, con không có tin. Nhưng mà mình sống ở Mỹ mà thầy. Không tin thì vác xác lên đây làm gì. Mình đi là mình phải có lòng tin. Bùa ngải cũng thế, thần thánh cũng thế, mình phải tin. Vâng. Đấy, thờ thì dễ mà giữ lễ nó khó. Ồ. Chị phải tin như thế thì mới được. Dạ. Tôi nói cho chị nghe, chị đừng có nói ở Mỹ mà người ta không tin bùa ngải đâu nhá. Sao thầy? Đây này, chị có thấy bao nhiêu người lính ra trận đi đánh ở Iraq đấy. Dạ, vâng. Nó đeo cái nanh heo, đạn bắn không trúng. Ồ, oh, thì ra là mình, nếu mà lính Mỹ họ đeo nanh heo thì đạn bắn không trúng phải không thầy? Chính xác là thế. Thế tại sao con thấy lính Mỹ chết cả 4.000 người trong cái trận mà Iraq á thầy? 4.000 người đấy nó chết là tại đạn bắn trúng đầu trúng tim, có trúng nanh heo đâu. Ồ, và... oh, nanh vậy. Heo là bùa mà. Ồ, oh, thì ra là như vậy hả thầy? Ờ. Thôi, nhưng mà con, nhưng mà thầy, ở Mỹ ấy, mình sống ở Mỹ, con nghĩ Mỹ, người Mỹ họ không có tin dị đoan. Này, tôi nói cho cô nghe nhé, cô đừng có nghĩ cái thế là cô sai lầm. Thật tình ấy,
Nhưng mà mới ngày hôm qua con có nghe người ta mách về thầy. À, trong lòng con thì cũng bán tính bán nghi, nhưng mà nghĩ thôi, cứ tới đại thầy xem cái thầy giúp được cái gì hay không. Yên tâm, cứ tới nơi là tôi giúp. Vâng. Nhưng tôi nói đây không phải là tôi tự bào chữa cho tôi là tôi hay, tôi giỏi. Dạ. Nhưng cái bùa ngải nó linh thiêng là thật sự. Bởi vì sao cô biết không? Sao thầy? Đây này, ứng cử viên tổng thống đấy mà người ta còn phải dùng đến bùa ngải đấy. Ôi giời ơi. Để người ta vận động tranh cử đấy cô ạ. Ôi giời hay. Ứng cử viên tổng thống Mỹ mà còn phải kiếm bùa của thầy à? Đến nhờ tôi đấy. Thế chắc có phải là ông Obama không thầy? Obama chứ Obama ở tiểu bang nào sang đấy? Dạ con ở New Orleans. Thảo nào cứ nói cứ ốc là ố mà cái kiểu thế. Nói về đây này, tôi nói cho cô nghe, cái đấy ông không dùng bùa mà ông dùng ngải nói. Ngài nói ông mới ra ông nói chuyện, ông thu hút hồn người ta để người ta dồn phiếu cho ông ấy. Ồ, thế à thầy? Đây, còn cái này là trong cộng đồng Việt Nam. Úi giời, cộng đồng Việt Nam mình, sao thầy? Giấu kín lắm. Tôi là đây, cái chữ tận tâm, kết quả, uy tín, kín đáo là nằm hàng đầu tiên. Đếm từ dưới lên, kín đáo. Ồ, dạ vâng. Nhưng mà mình là uy tín. Đấy, dạ vâng. Mình phải giữ kín đáo cho người ta là bởi vì sao? Người ta làm như thế, người ta đâu có muốn ai biết. Ồ, đây rồi. Là cộng đồng Việt Nam nhé. Tôi kín đáo vô cùng, ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết đây này. Vâng. Ngày hôm nay tôi mới nói cho cô biết, rồi vài triệu người sẽ biết sau này. Ủa tại sao lại vài triệu người biết thầy? Mai mốt bằng đĩa nó ra thì biết. Đây này, cái người này nổi tiếng lắm nhá. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn đấy. Ai thầy? Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông nhờ ngải nói của tôi mà ông làm MC mới thành công như thế. Ồ. Nói như thế thôi, cô có tin thì tin, cô không tin thì thôi, nhưng nên tin hay hơn. Thầy nói thế à, ngải nói là có thật à thầy? Có, tôi nói cho cô nghe, nhiều người người ta dùng ngải nói để người ta đi mượn tiền đấy. Có nhiều người biết là cho mượn không bao giờ nó giả, nhưng vẫn cho mượn. Đấy. Cũng may là ngày hôm nay con tới gặp thầy, thầy nói cho con biết để con đề phòng. Nhưng mà thầy à, con muốn hỏi thầy ấy, bùa ấy, có linh nghiệm không thầy? Tự vì ấy, con có nghe người ta bảo rằng là có nhiều ông già Việt Kiều ấy, gần xuống lỗ rồi, hốt hết tiền của mang vào Việt Nam, bị con gái trong mấy nó dụ hết sạch vì chúng nó xài bùa yêu, phải không thầy? Tôi nói cho bà nghe, bùa yêu nó cũng như thuốc vai ra ấy. Bây giờ đấy, gặp cái mặt bà đấy thì mấy ông ấy còn dùng thuốc, là bà phải xài bùa thì mấy ông nó mới hấp dẫn được mấy ông ấy. Chứ còn về Việt Nam nhiều con nó trẻ đẹp cần chó thì phải dùng bùa. Mặc dù con biết thân biết phận của con nên hôm nay con tới kiếm thầy. Con muốn xin thầy một đạo bùa yêu ấy, loại mà super cực mạnh ấy, để con giải quyết chuyện tình cảm của con. Yên tâm đi, trước khi tôi làm bùa cho ai, làm phép cho ai, tôi hay nhìn người lắm. Dạ. Nhìn mặt cô thì tôi phải dùng cái loại bùa mà super king size ấy. May ra còn quyến rũ được một thằng nó rớt rớt, hiểu không? Thầy. Chứ yên tâm, cái đấy thì tôi sẽ chọn cho cô, nhưng mà quyến rũ thằng nào đây? Dạ, thằng chồng của con. Ô, thế là thế nào? Thì thằng chồng của con ấy, nó chán con nên con muốn tới kiếm thầy để xin thầy một loại bùa cực mạnh để lôi nó về lại với con. Nó liền nó tự ly dị với cô à? Không. Sự thật mà nói ấy, thì con bỏ nó trước. Tự thằng chồng nó ngu lắm. Nhưng mà không ngờ khi mà con đi với thằng khác, cái thằng này còn ngu hơn nó đấy. Nên con mới trở lại. Nhưng mà không ngờ khi con trở lại thì ấy, nó chán con rồi, mặt nó cứ lạnh như tiền ấy. Mẹ nó chưa đập vào mặt mày là may lắm rồi. Thầy, mày bỏ nó mày đi, đến lúc mày quay về nó còn mình đòi cái mặt nó nóng hả? Nó mà nóng lên nó còn vác búa nó đập cho vào đầu mày. Thầy, điên thì con để điên rồi. Nhưng mà hai đứa sống được bao lâu rồi? Dạ được 7 năm rồi thầy. 7 năm cơ? Vâng. Thế thằng này cũng thuộc hạng can đảm đấy. Thế bây giờ thế nào? Vâng, nên con muốn xin thầy ấy, một đạo bùa yêu để con kéo nó về lại với con. Ơi, thế thì cũng được. Nhưng mà thầy, thầy tính bao nhiêu tiền vậy thầy?
thần thánh thì không có nói đến tiền bạc nhá. Dạ. Tôi không thích nhắc đến tiền bạc. Ô thế là thầy làm free phải không thầy? Free thì cũng không phải là free. Nói đúng ra thì thần thánh mình ăn cây nào mình phải rào cây đấy. Mà dạ muốn vâng. làm rào thì phải bỏ tiền ra mà làm, có hiểu không? Dạ vâng. Cái gì bây giờ cứ molly thót. Đấy. Dạ. Thế bây giờ đấy cứ deposit cho tôi 500 đô đi. Ôi trời. Thế cái gì mà tới 500 đô đắt thế? Thế mà tốn 500 đô thôi thả con khỏi yêu còn đỡ hơn thì à thầy ơi. Hay cái cô này, hay nhỉ. Bây giờ cô bỏ cái 500 bạc, cô hốt về một thằng nó làm tôi mọi cho cô cả đời, còn sướng bỏ mẹ rồi còn gì. 500 đô mà còn chia đắt. Thôi thì thầy nói vậy thôi, con cũng xin nhờ thầy giúp con chuyến chứ còn thật. Đấy, tôi nói là tôi thương lắm mà tôi mới giúp đây. Tôi nghe cái chuyện này tôi cảm thấy tôi làm mà tôi áy náy với lương tâm. Thầy không phải là áy náy với cô mà áy náy với thằng chồng thầy, cô ấy. Này thầy đếm đi. Đủ nhá thầy. Con mới lấy ở ngân hàng về đấy. Không, tôi biết rồi, lấy ở ngân hàng tôi phải thử cho chắc ăn. Nếu nó giả một tờ lấy đâu ra tôi đắp vào cho thần thánh. Không phải tôi ăn đâu. Thế là bây giờ diện mạo của chồng cô thế nào? Dạ, ba chén chè, ba ly nước. Ô, còn thừa một chỗ lại quỳ. Dạ, mặt nó tròn vằn vặn như cái mâm đấy thầy. Nó diễn tả mặt chồng nó mà nó ba ly nước, ba chén chè. Tôi tưởng cúng cái gì, ý là thằng chồng mặt tròn vành vạch cái gì. Dạ vâng. Rồi còn cái gì đặc biệt không? Dạ, còn một hạt đỗ đen quanh vằn mồm. Hạt đỗ đen quanh vành mồm? Vâng. À, nó ruồi ấy hả? Dạ vâng. Sao nó diễn tả cái này, mình coi trên ba di bai lai mình thấy giống như là thằng Chí Tài ấy nhỉ? Thầy nói con mới để ý. Nó có giống thằng này không? Ôi giời ơi, thầy bói hay quá, giống y như Khuân vậy thầy. Rồi, thế mới gọi là thầy hay. Vâng, nhưng mà thầy cái này thì để vào đâu đây thầy? Bây giờ mình... đem cái này về. Vâng. Đấy, thì gấp lại bé bé thôi. Dạ. Để đeo nó. Vâng, mình đeo ở đâu vậy thầy? Có phải đeo trước ngực không thầy? Đeo vào hai cái quả núi đấy thì nó kẹp thần thánh cho chết à? Thầy. Thần thánh nằm phải lựa chỗ thoáng thoáng chứ. Cái nào nó cũng đẹp đẹp thế kia thì thần thánh có mà ngộp thở. Vâng. Đây này, không có đeo ở đấy. Đeo ở đâu vậy thầy? Bây giờ phải đeo ở lưng quần. Vâng. Đấy, đeo ở trong lưng quần đấy. Vâng. Mà nhớ là tôi dặn nha, nếu không dạ. quần ải nó không linh là đừng có đi trách tôi. Dạ. Đeo như thế đó, đi tắm cũng không được tháo ra đâu. Ôi trời, nếu mà không tháo ra thì nó ướt hết thì làm sao? Vớ vẩn rốt gì mà rốt lắm, thế lấy cái bọc ni lông ấy, rồi khâu nó lại. Vâng, vâng, vậy để con lấy. Nhớ này, vâng. Cái này dặn mới quan trọng. Dạ. Nhá. Cô về đấy, càng giảm tắm bớt thì càng tốt. Dạ vâng. Đấy. Dạ, bao lâu mới được tắm thầy? Một tuần cũng được, còn nếu tốt hơn là 3 tháng không tắm. Đấy, xong rồi đấy, lúc ăn là phải kiên cử. Dạ. Không ăn được thịt. Vâng. Nhá, tất vâng. cả các loại thịt không được ăn, chỉ ăn seafood thôi. Dạ vâng. Mà seafood là phải kiêng 4 thứ. Vâng. Là ngao, sò, ốc hết. Dạ vâng. Chỉ ăn là cua giang me, tôm hùm và ốc vòi voi. Chết bỏ mẹ rồi, mấy cái thứ đó đắt tiền quá, tiền đâu mà ăn những thứ đấy. Thần thánh nó ăn nhiều vào thì nó mới có sức khỏe, nó đi giúp cho cô chứ cái này. Này, nhưng mà kỵ cái này này nhá. Kỵ gì thầy? Nhớ là không ăn sò huyết, không ăn sò lông nhá. Dạ vâng. Mình đeo cái này nó kỵ cái đấy. Vâng, con nhớ rồi. Vậy là cấm tất cả các thứ, nhưng mà chỉ được ăn 3 món thôi là tôm hùm, cua giang me với lại ốc vòi voi. Ừ. Dạ vâng. Vậy thôi mày con đi về nhá. Để con nó làm cho bùa nó linh nghiệm nhá thầy. Ừ. Mày con cảm ơn thầy nhá. Ừ, không có gì. Dạ vâng, con chào thầy. Vâng, vâng, chào cô. Ai đây nữa rồi? Alo. À, bà chị à. À vâng, tôi nhớ rồi. À thì
phải là cái cô mà hôm trước lên đây là xin tôi cái bùa về để chữa bệnh ung thư cho chồng không? Ừ, bệnh viện chạy hết chỉ đến tôi là đúng thôi. Ông ấy thế nào rồi? À, chết rồi à? Đấy là do bà. Tôi đưa cái bùa về tôi bảo là chồng bà phải đeo 3 tháng thì nó hết ung thư. Thế bây giờ mới có 2 tháng nó vật rửa ra nó chết có phải tôi đâu. Bà đổ thừa như thế không đúng. Cái gì nó rõ ràng. Bây giờ bà cứ bắt chồng bà sống cho đủ 3 tháng xem. Nếu mà nó chết á, sau 3 tháng mà nó chết tôi chịu trách nhiệm. Bây giờ mới 2 tháng nó chết là tại vì nó thích chết. Cái gì? Giả tiền lại á? Xin lỗi đi nhá. Chồng bà bệnh mấy năm rồi đi lên bệnh viện nó khám tới khám lui giả bao nhiêu tiền. Bây giờ bà đến bà đòi nó được không? Vớ vẩn. Cúp đi. Cúp dài away. À chào anh. Dạ chào thầy. Dạ vâng. Dạ, thầy đây có phải là master thạch cao chuyên về bùa ngải không ạ? Z. Dạ. Master thạch cao chuyên gia bùa ngải thưa em. Dạ. It's me. Dạ. Tại con hỏi vậy thầy, con biết là người Việt không có họ Thạch. Thầy có phải người Việt không vậy? Nhìn mặt này không người Việt người gì. Tôi là người Việt. Nhưng ngày xưa tôi tầm sư học đạo tận Nam Vang cơ. Dạ. À, thì sư phụ tôi là họ Thạch. Dạ. Anh có biết cái dòng họ Thạch nó không xuất phát từ Việt Nam mà nó xuất phát từ Ấn Độ. Anh có nhớ chuyện Thạch Sanh Lý Thông không? Dạ dạ biết. Đấy, Thạch Sanh Lý Thông. Dạ. Xong này á thì Thạch Sanh mới sang bên Nam Vang. Dạ. Rồi từ Nam Vang mới chuyển về đây mới có ông Thạch Sanh ở Việt Nam. Tôi cũng thế, tôi sang Nam Vang tôi tầm sư học đạo. Sư phụ tôi họ Thạch. Dạ. À, tôi lấy họ Thạch. Dạ. Dạ, sư phụ của thầy tên gì vậy thầy? À, sư phụ tôi là Thạch Sùng. Dạ. Tôi lấy tên Thạch Cao. Thạch Sanh, Thạch Sùng, Thạch Cao. Ủa sao thầy không lấy tên là Thạch Chè cho dễ nhớ? Vớ vẩn. À mà thầy ơi, hồi nãy thầy nói ở Campuchia là nổi tiếng là có nhiều pháp sư chuyên về bùa ngải thư ếm á thầy. Ủa vậy hồi cái Khmer đỏ mà giết cả triệu người Miên á, sao không thấy ông thầy nào ra tay thư một vài thằng Khmer để cứu dân? Lúc đó nó cũng chạy bỏ mẹ nó rồi. Có ông nào tỉnh táo đâu mà. Thôi thì chuyện đấy chuyện của người ta, nói làm gì? Dạ dạ, dạ con biết rồi. À vậy có, nói tóm lại, thầy là người Việt gốc cây. Ai ai dạ không, gốc Miên. Dạ. Dạ, cho con hỏi thăm sư phụ của thầy còn sống không ạ? Anh đừng nhắc đến sư phụ tôi. Sao? Mỗi lần nhắc đến sư phụ tôi muốn rơi cả nước mắt. Sao vậy? Sư phụ tôi bây giờ quy ẩn rồi. Gác kiếm quy ẩn rồi. Kiếm đâu nữa mà gác. Sao vậy thầy? Ông ấy già lắm rồi. Nghe mà đau lòng. Sao vậy thầy? Ông ấy năm nay cũng 70 rồi. Dạ. Ông mới thử làm cái bùa yêu đấy. Dạ. Rồi chính ông ấy đứng ra, ông ấy thử cho bản thân ông ấy. Mới dùng được 2 ngày, gái ở đâu nó tấp tới nườm nượp. Thế là trong vòng 1 tuần ông ấy ngồi xe lăn luôn. Yêu thế nào mà vật ngửa ra ngồi xe lăn. Thế bây giờ đang vào trong nursing home rồi. Rồi để từ nursing home ra funeral home cho nó tiện. Vậy tiếc quá. À, không biết là sao mà con cái chuyện con vậy phải có thầy cao tay ấn mới giải quyết được. Anh buồn cười, anh yên tâm, tôi học hết tất cả các phép màu của thầy tôi rồi. Dạ thầy. Tôi giúp anh được. Dạ. Dạ vậy thầy giúp cho con xin một đạo bùa yêu đi. Để cô gái phải không? Dạ. Nhìn mặt thế này là biết mày dê dữ lắm rồi. Dạ không có. Đang máu à? Không có. Con xin là để cho vợ con đừng có thương con nữa. Thế là bùa chống yêu. Dạ. Thế à, bây giờ à, để xem. Ây, thế à, vợ chồng thế nào? Nói cho tôi biết xem. Dạ chuyện nó như vậy à, vợ con nó chê con trước. Cách đây 6 tháng á, nó bỏ nhà đi. Mấy ngày đầu á, thì con cũng nhớ nó lắm. Nhưng mà bây giờ con không nhớ nữa. Bây giờ con muốn xin một đạo bùa để cho nó đi luôn đi, đừng có quay lại. Đấy là bùa chống yêu. Làm bùa yêu thì nó rẻ, bùa chống yêu nó lại khác. Dạ. Bùa chống yêu thì thôi anh để bà giết cho tôi 600 đi. 600 mắc quá vậy thầy.
Trời ơi, nếu mà mắc quá chắc con phải cắn răng nó lại vợ con quá. Tiếc làm gì, gớm khổ. Dạ thầy. Exactly. Dạ. Ê, ngồi chờ tôi. Nhanh thôi, cái này à, đây bùa, bùa đây là yêu này. Chống yêu thêm cái màu nó ảm đạm tí. Đấy. Dạ. Mình phải úp lên đây. Thế bây về, giờ về đã cắt đôi ra. Dạ. Nhá, rồi đeo vào. Dạ, đeo trên ngực hả thầy? Đeo vào lách ấy. Trời đất ơi, cái bùa gì mà phải mổ đeo lá lách ghê vậy thầy? Còn cái lách lại. Lâu lâu nó mới ngọng một tiếng mà nói nhanh là nó bị thế. Cái nách, tôi dạ, nói dạ. Được nhưng mà nói chậm tôi nói được, nói nhanh cái lách. Đấy. Dạ. Bây giờ đây, đeo vào. Đấy. Rồi à, chờ tôi tí. Dạ. Anh thì phải trì nó phải mạnh hơn thì mới được. Này. Đây, đeo vào cổ. Về phải đeo cái đấy và đeo hai cái bùa và cái tỏi này suốt 3 tháng không cần tắm rửa. Đấy. Mà nếu mà có tắm ấy, thì không ta phải tắm bằng nước nha, không được tắm bằng nước. Tắm bằng gì thầy? Tắm bằng giấm. Hả? Tắm vậy chua lét sao chịu nổi thầy? Mẹ như thế mà còn cãi cái gì nữa. Bây giờ tắm thì tắm bằng giấm, đeo tỏi như thế. Mấy ngày không tắm, cả năm không tắm đi. Con nào nó dám đến gần. Chưa gì đã anh thấy linh nghiệm rồi, thấy chưa? Ôi thầy ơi thầy, thầy ơi thầy, hồi nãy ấy, thầy dặn con á, là đeo cái lá bùa này ở lưng quần. Nhưng mà không biết là đeo cạn hay đeo sâu vậy thầy? Bà phải vận dụng trí óc, bà đeo như thế nào mà nó không nhột nhạt cho bà và không kẹp thần thánh là được rồi. Dạ vâng. Anh Giai, xong rồi, anh Giai. Ôi rồi sao mà nhìn thấy quen thế? Anh làm gì ở đây? Hèn chi em chạy về nhà, em không thấy anh ở nhà. Anh làm gì lại đây? Ô, hóa ra hai người biết nhau à? Dạ không, chồng con đấy thầy. Câu này á, tôi hỏi bà đúng hơn á. Bà tới đây kiếm thầy Thạch Cao làm gì hả? Bà tới trước tôi nữa mà. Thì thầy Thạch Cao là chuyên trị về bùa ngải. Về thầy, thì em tới em kiếm thầy. Để thầy cho em cái lá bùa yêu để cho vợ chồng mình sống với nhau. Trọn đời tới ngày răng long tóc bạc. Thầy ơi, kẹp trong nách rồi sao nó bùa chưa ứng nghiệm? Nó còn thương con kìa. Mày kẹp bằng lách mày phải chờ nó lên cái độ nóng rồi thần thánh mới thức giấc chứ. Mày mới mà kẹp xong rồi linh nghiệm ngay là sao được. Anh ơi, hay nhà mình còn nhiều tỏi lắm mà sao anh mua tỏi lắm thế này để làm gì đây? Trời ơi, thương vợ lắm, gớm khổ thương vợ. Bảo vợ con thích ăn nem, con phải mua thêm tỏi về cho vợ con ăn nem, gớm thương chưa chứ lì. Trời ơi anh ơi, trời ơi, em đâu có ngờ là anh thương em như thế vậy. Thôi, sự thật mà nói trả cho thầy 500 đô thì cũng tiếc lắm. Nhưng mà nhờ 500 đô mà vợ chồng mình thương nhau như vậy. Thôi con cảm ơn thầy nha. Xin đóng lên từ chưa em hiểu kiếm. Trả được con 600 đô á. Không thôi tôi trở lại Thạch Cao thành Thạch Vũ á. Thôi. Tiền vào túi tôi thì đời nào tôi giả lại. Xin lỗi các người, vì các người chỉ cần nhìn cái tận tâm uy tín mà để một chữ thù lù thế này mà nó không thấy. No refund, no exchange. Cần chó gì phải dùng bùa. Bùa là tôi đây này. Uống ba tất lưỡi thôi. Đấy, đã dụ được 1,000 mốt. Thế là trong vòng 1 tháng nay mình vẫn không sợ nhà băng đến kéo nhà. Đấy là cái bùa hay nhất của tôi đây. Bùa đây này.